Thưa các bạn, đền thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, giáo xứ Quần Phương đây, rất là linh thiêng đẹp. Nơi đây có nhà dòng đã có từ thời xa xưa tới cách đây hàng bao nhiêu thế kỷ đã có nhà dòng. Khung cảnh nơi đây rất là đẹp. Thưa các bạn, mình không biết đây sao lại trong đất nhà thờ mà lại có mộ của ông bà cố. Các bạn cùng mình tìm hiểu nhé. Nơi an nghỉ ông bà cố Gioan và Maria Vũ Đình Trung ở giáo họ Đông Cường đã có công hiến đất xây dựng thánh đường. Con cháu trùng tu mộ ngày 12 tháng 8 2014. Đã vượt qua hồng hải thật diệu hiền. Hãy tiến vào dự yến tiệc con chiên. Là ông bà cố Gioan và Maria Vũ Đình Trung ở giáo họ Đông Cường đã có công hiến đất xây dựng thánh đường. Vậy là đất này của ông bà cố hiến. Sơ lược lịch sử giáo xứ đền thánh Quần Phương. Năm 1533, Quần Phương thuộc quần Anh là một trong ba nơi đầu tiên ở Việt Nam được tiếp nhận ánh sáng tin mừng. Đời Lê Trang Tông, tháng 3 năm Nguyên Hòa thứ nhất 1533, có người Tây Dương tên Ineku lén vào truyền bá đạo Gia Tô ở làng Ninh Cường và quần Anh thuộc huyện Nam Chân và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy. Trích từ cuốn lịch sử địa phận Bùi Chu, Linh Mục Trần Đức Huynh hội ái hữu Bùi Chu tại Hoa Kỳ năm 2000, trang 25. Năm 1627, giáo xứ Quần Phương được thiết lập. Đây là một trong những giáo xứ kỳ cựu nhất của giáo phận Bùi Chu. Có những tài liệu viết rằng giáo xứ Quần Phương là một trong ba giáo xứ cổ xưa nhất của Việt Nam. Các cha Amra Morimli, dòng tên các cha thuộc hội Thừa Sai Paris và các cha dòng Đa Minh đã coi sóc giáo xứ này.
Năm 1876, giáo xứ xây dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ to lớn với 6 hàng cột. Năm 1882, một quán cư khá lớn với 5 hàng cột cũng đã được xây dựng. Mặt tiền của quán cư hướng về phía Tây, đối diện với bức đốc quế nhà thờ, mặt hậu quay ra sông. Năm 1928, Đức cha Munagori Trung, người Tây Ban Nha, giám mục Bùi Chu 1907-1936 đã cho phép nhượng bán ngôi nhà thờ gỗ cho giáo xứ Tân Phường, đồng thời cho phép nới rộng phía hậu quán cư và tu sửa cho thích hợp để dùng làm nhà thờ tạm. Cùng năm 1928, bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới theo lối kiến trúc hiện đại. Thế nhưng vì những lý do khách quan, sau khi đã đổ nền móng, đổ cột và xây tường xung quanh, đầu năm 1935 công trình phải ngừng thi công. Năm 1939, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Liễm được bổ nhiệm là cha xứ giáo xứ Quần Phương. Ngài về nhà xứ được ngăn ra từ Đại Chủng Viện Quần Phương và kêu gọi tiếp tục việc xây dựng nhà thờ. Nhà thờ giáo xứ Quần Phương chiều dài 68m, 170 thước ta, chiều rộng 21m và hai cánh thánh giá rộng 32m. Bàn thờ ở cánh phải thánh giá có bức phù điêu lớn, phía trên bức phù điêu là nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam. Ngự giữa đám mây có các thiên thần tôn kính, phía dưới của bức phù điêu là các vị chân phước tử đạo Việt Nam đã được tôn phong hiển thánh vào năm 1988 bởi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gian Phaolô II. Dưới chân các vị chân phước là những dụng cụ tra tấn như gông cùm xiềng xích, lòi tói, búa dao mà các ngài đã phải chịu vì Đức Kitô. Bàn thờ ở cánh trái cánh thánh giá đặt bộ tượng Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng cũ của giáo xứ. Đặc biệt ở mặt ngoài phía cuối nhà thờ có hai câu đối bằng chữ Hán do cha xứ Vinh Sơn Vũ Ngọc Liễm sáng tác với sự góp ý của các nhà nho trong giáo xứ, đặc biệt là sự góp ý của cha Giuse Hoàng Gia Huệ, giám đốc Đại Chủng Viện Quần Phương, và của chính Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn là những người am hiểu về chữ Hán. Hai câu đối được phiên âm sang chữ Quốc ngữ như sau. Câu bên phải: nghĩa đắc toàn kỳ trung thủy thần vị chủ, quyên sinh chủ tái sinh báo đức phúc diệu cửu trùng, thiên bất ly ư tu du quân sư thần, dĩ tử thần nhất tử hiệu trung danh, thủy thiên vạn tuế, dịch nghĩa đạo quyết không chịu bỏ, nhưng cam chịu cực hình với gian khó, vua khiến bày tôi phải chết, bày tôi nguyện lấy cái chết để tỏ lòng trung với Chúa, tiếng thơm lưu truyền muôn nghìn thuở. Ngày 31 tháng 8 1944, Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn đã làm phép nhà thờ và sức dầu bàn lễ và đặt là đền thánh nữ vương các thánh tử đạo Đông Dương. Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn là giám mục người Việt Nam đầu tiên của giáo phận Bùi Chu. Ngài nguyên là bề trên dòng Thánh Tâm Huế, được tấn phong giám mục ngày 9 tháng 3 1936. Ngày ngày
Ngày 17 tháng 5 1936, Ngài nhận bàn giao từ Đức Cha Mumnagori Trung đi nghỉ hưu và chính thức là giám mục giáo phận Bùi Chu. Năm 1942, quán cư sau 13 năm 1928-1941, dùng làm nhà thờ tạm và tròn 60 năm 1822-1942 kể từ ngày xây dựng. Nay cha xứ với sự đồng ý của Đức Cha giáo phận cùng với hàng xứ đã cho rời về phía bắc tiền đình của đền thánh, đổi mặt hậu của quán cư thành mặt tiền quay hướng nam. Quán cư được nâng cao thêm 1 mét bằng cách kê thêm các tảng đá dưới các chân cột. Từ đó quán cư được đổi tên thành nhà hội quán. Năm 1944, cha Đa Minh Ngô Mạnh Hào được bổ nhiệm làm cha xứ thay cho cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Liễm. Năm 1952, cha Giuse Hoàng Gia Huệ, nguyên cha giám đốc Đại chủng viện Quần Phương, được cử làm cha xứ Quần Phương thay cho cha Đa Minh Ngô Mạnh Hào. Do thời cảnh chiến tranh loạn lạc, cha Giuse Hoàng Gia Huệ đã bị bắt vào ngày 3 tháng 6 1954 và bị đưa đi. Sau này có một số người trở về nói lại, ngài bị giải vào trại giam ở khu 4. Nhưng trên đường đi, ngài đã qua đời tại một bến đò thuộc tỉnh Ninh Bình vào ngày 30 tháng 6 1954. Vào khoảng tháng 10 năm 1954, cha Đa Minh Đỗ An Lộc sau một thời gian bị bắt đã được trả về tự do về Quần Phương. Ngài ở lại đây coi sóc giáo xứ sau mấy tháng vắng bóng linh mục. Năm 1960, cha Đa Minh Trần Đình Nguyện về thay cho cha Đa Minh Đỗ An Lộc. Năm 1963, cha Đa Minh Phan Kim Bảng về làm cha xứ thay cho cha Đa Minh Đỗ An Lộc. Trong số tất cả các cha xứ của giáo xứ Quần Phương thì chỉ có cha Già Bảng là người sống khá lâu ở Quần Phương và cũng là cha xứ duy nhất qua đời và được an táng tại đền thánh Quần Phương vào năm 1990. Năm 1987, cha Đa Minh Phạm Ngọc Tiên về làm cha xứ giáo xứ Quần Phương cho tới năm 2009. Trước đó, khi cha Đa Minh Phan Kim Bảng già yếu, cha Đa Minh Tiên cũng đã đi về để giúp nhưng chưa ở hẳn tại giáo xứ. Có thể nói trong suốt những năm sau 1954, phần vì đền thánh mới được khánh thành và sức giàu năm 1941, phần cũng do điều kiện khách quan khó khăn nên việc tu sửa nhà thờ không được đặt ra và khuôn viên ngoài đền thờ, đền thánh cũng không cải tạo kiến thiết được. Năm 1989, giáo xứ bắt đầu công việc tu sửa đền thánh với việc đổ lại 2 mái hạ. Năm 1991, giáo xứ làm lại tòa chính đắp hình Chúa Giêsu và các thánh tử đạo, lát lại nền và làm lại sân chung quanh khuôn viên đền thánh. Năm 1996, giáo xứ xây 2 tháp chuông với kiến trúc như thấy ngày hôm nay, cũng lưu ý đền thánh Quần Phương trước kia xây dựng phần tháp chuông xây chưa xong. Qua bao năm tháng, chỉ có 1 tháp chuông xây dở, chưa vào áo ở
quấy phía may đền thánh. Năm 2001, giáo xứ cho hạ giải nhà quán cư và xây trung tâm mục vụ 2 tầng khá khang trang. Năm 2009, cha Đa Minh Nguyễn Văn Vàng về làm cha xứ cho đến nay, cũng vì nhà thờ đã đến lúc xuống cấp nên việc đại tu thánh đường đã được giáo xứ đặt ra. Lại tum bề đền thánh cũng được làm lại bằng kính chịu lực trong ngoài đền thánh được vào á và quét mới lại. Tòa chính đền thánh được thay thế bằng tòa sơn son thiếp vàng to lớn và đẹp đẽ. Đường kiệu chung quanh đền thánh được lát gạch đỏ. Hiện tại đền thánh rất khang trang sạch sẽ, hệ thống âm thanh ánh sáng cũng được đổi mới. Tất cả được chuẩn bị cho ngày lễ khánh thành đại tu đền thánh được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 2013, do cũng là ngày lễ mừng kính trọng thể các thánh từ đạo Việt Nam bổn mạng của giáo xứ, là ngày và ngày giáo xứ chầu Chúa Giêsu thánh thể thay mặt giáo phận, và cũng là ngày kết thúc năm đức tin cấp giáo phận mà giáo xứ hân hạnh được chọn làm nơi tổ chức. Xin chân thành cảm ơn. Đọc sơ lược lịch sử giáo xứ đền thánh Quần Phương, mong các bạn thông cảm. Ánh sáng hơi bị chói mắt cho nên rất khó đọc, mong các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ Phạm Thâu để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Có những gì không vừa lòng các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua và gửi tin nhắn góp ý xây dựng để Phạm Thâu rút kinh nghiệm xây dựng cho kênh tốt đẹp hơn. Mong các bạn rất thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại.